Xin mến chào các bạn nha. Đây là hai con siêu phẩm đang gặp nhau trên một cái đường D. Một con Dosan DX55 AC Cock Plus và một con Komatsu PC120 cần dài. Vắn rồi thủng mẹ gầu đi. Chỉnh đi, chỉnh đi. Cái gầu của con 120 đang bị cao. Nên là mình nhờ cái con 55 này bắn vài phát để cho nó thẳng xuống. Đấy, đỡ thuê đục búa. Đây là hai con siêu phẩm gặp nhau trên bờ đê. Đấy, thẳng ra bao nhiêu, bắn nhớm nhẹ là được. Thế cha tí nào. Tí rồi. Ít thôi, ít rồi, ít rồi. Rồi, xuống. Đấy. Xuống bao nhiêu ấy. Bắn nhẹ nhẹ thôi là được. Bắn vừa vừa thôi, nhẹ nhẹ thôi. Với bảo nó dừng đúng lúc. Hai siêu phẩm đụng hàng ở trên đê. Gãy ngứa cho nhau. Đây, tôi bảo nhá. Cho nó chui vào giữa ấy. Ông vươn cần ra góc kia kìa. Vươn cần ra góc kia kìa. Nó quay ngang, nó nhìn thấy dễ, nó đỡ đục. Ông để gần đây, để ngay cái ngoài kia kìa. Nó nhìn thấy được. Để ngay góc kia, nó nhìn thấy được kìa. Đấy, tình cờ đi ngang qua thì giao lưu gặp nhau ở trên bờ đê. Đấy. Đóng lại cho nó thẳng cái gầu một chút xíu. Đấy. Hai con thì một con của công ty, một con của tư nhân. Đấy. Nhường đường né, đây là sẽ đi vào một bên né, nhường đường cho con lốp nó đi xuống đằng dưới nào ạ. Hai em siêu phẩm, một em cần ngắn, một em cần dài, chạm trán nhau. Hiếm khi mà bắt gặp được những hàng siêu phẩm này lắm này. Rồi, video của mình hôm nay kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.